Xin chào cả nhà. Lan xin chào cả nhà. Tối nay chia sẻ món hủ tiếu xào rau cải chay theo kiểu người Hoa. Hủ tiếu xào theo kiểu người Hoa thì ở đây Lan có chuẩn bị bắp, hai loại nấm, đậu hoài lang, cà rốt, bông cải xanh, trái ớt capsicum là ớt Đà Lạt và cải thìa 8 loại với củ hành nữa là 9 loại. Lan không có để tàu hũ nha bà con, tại hình như mình cũng không thích ăn, mình thích ăn chay với rau cải. Nếu chị em nào thích ăn tàu hũ hoặc mấy cái thịt chay đồ đó thì mình cứ để vô mình xào nha. Mời bà con vào bếp với Lan. Lan bắt nước sôi lên, Lan để một miếng dầu ăn vô nha bà con. Đặng mình trụng rau. Bây giờ Lan trụng cà rốt trước nha. Cà rốt lâu chín. Cà rốt được rồi nha bà con, bây giờ Lan để ớt chuông vô. Rồi Lan để đậu hoài lang vô. Mình trụng sơn gì thì nó tươi rau cải nha bà con. Lan để bông cải xanh vô. Để cải vô. Thấy gì chứ, cái chút họ nó đầy một thau luôn bà con. Ở nhà làm ăn ngon hơn đi nhà hàng, tại mình làm rau cải nhiều ăn ngon lắm. Ăn chay mà mình làm rau cải nhiều ngon. Rồi bây giờ được rồi nha, Lan đổ nó ra nha bà con. Rồi bây giờ Lan chế dầu ăn vô nha. Đặng mình đi xào. Để xào củ hành, rồi Lan để bắp vô nha. Rồi ở đây Lan để hai loại nấm vô Lan xào đi nha bà con. Để vô hai muỗng hạt nêm, tại cái này nhiều nha bà con nên nêm nếm thì tùy khẩu vị bà con nha. Anh để hai muỗng hạt nêm, hai muỗng đường, một muỗng bột ngọt. Rồi ở đây Lan để ABC sốt vô nha. Cái sốt này nó ngọt ngọt ngon lắm. Thay vì chị em mình có để sốt mushroom sốt cũng được nha. Này Lan để ABC sốt vô nè. Giờ Lan để vô hai muỗng nước tương. Mình xào nó lên, Lan để một chén nước vô nha bà con. Để Lan nêm thử coi nó làm sao nha bà con. Nó còn lạc nên Lan để thêm hai muỗng bột nêm nữa nha, cho nó vừa ăn. Bữa nay Lan không có để muối. Và Lan để thêm một chén nước nữa nha bà con, tại cái này mình ăn hủ tiếu xào phải cần nước cho nhiều. Rồi Lan đợi cho nó sôi lên nha bà con, nêm nếm thì tùy khẩu vị mình đi nha, lạt lạt thôi chứ mình ăn với nước tương nữa chứ đừng có làm mặn quá. Rồi bây giờ Lan để bột vô nha bà con cho nó sẵn lại, tại cái này món này nó phải bột nó sẵn. Bà con có thể quậy bột năng, bột mì tinh, bột khoai tây. Mình để khi nào mình cảm thấy nó sẵn sẵn thì được nha bà con. Trời ơi, nó có nguyên một cổ rau luôn bà con ơi. Đây, để vô cái nó đầy nhóc luôn rồi. Rồi bây giờ xong rồi nha bà con, đang đi Lan dời nó qua một bên nha, nó vừa chín tới giờ mới ngon chứ chín quá cũng không ngon nha. Nêm nếm thì tùy theo khẩu vị mình đi. Lan thấy được rồi đó, của Lan thì vậy ăn được rồi đó nha bà con. Rồi thôi cho Lan dời nó qua một bên nha. Rồi bây giờ Lan để dầu ăn vô nha, đặng mình chiên cái bánh phở cho bà con. Ở đây Lan để vô chút xíu IDC sốt cho cái màu nó vàng vàng cái bánh nha bà con.
cái này cái lửa luôn lớn cho nó dần dần nó ngon nha. Cái bấm này là mình xào xong ăn cho nó chắc chắc nó ngon như vậy. Rồi bây giờ được rồi, lát xúc nó ra như bà con muốn vàng vậy là được rồi ha. Đó. Giờ làm tiếp tục ăn chiên nữa. Xúc nó ra. Cái dĩa làm xúc trước 2 muỗng đi nha. Ăn cho nó ngon. Còn như cái dĩa nào nó cũng đầy hết. Bỏ này qua một bên vậy. Xin chào cả nhà. Tối nay Lan đã làm xong món hủ tiếu xào rau cải. Mà như Lan không có xào và tàu hủ nha. Nếu chị em nào có ăn tàu hủ thịt chay gì thì cứ để vô tôm chay đâu đó. Nhưng gia đình Lan thì chỉ ăn có rau cải thôi. Hủ tiếu xào rau cải chay theo kiểu người Hoa. Mời bà con ăn với gia đình Lan. Mời cả nhà ăn tối. Hủ tiếu xào thập cảnh. Đây, mời bà con đi. Mời cả nhà ăn hủ tiếu xào thập cảnh. Cái này là dĩa bằng 2 ngoài chợ nè. Mời cả nhà ăn hủ tiếu xào thập cảnh. Là em với anh ăn một dĩa rồi đây. Ăn dĩa rồi. Đi lấy chén đi. Nhiều quá đi quá. Lấy chén xúc gà. Beans. Thôi kệ đi. Làm người gì ăn nó ăn không hết rồi thôi. Rồi mời cả nhà ăn, cả nhà ơi, giờ xích vô đây đó. Đây con dĩa này ế chắc ăn chắc dĩa đuổi dữ rồi mà con. Lên dĩa này để nguyên đi. Grab it. And got some more beans, get some beans. Sao yếu vậy anh, thằng yếu vậy? Giống một dĩa ăn sao nhiều cái dư để đó. One little baby broccoli. Đó, bây giờ mời bà con mà ăn ngon quá. Ăn đi con. Bắp. Number one. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn. Ăn bao nhiêu ăn thôi. Đồ ăn cái dĩa. Anh làm vợ anh dĩa. Không ai nói ăn nổi. Còn hai. Có đủ đủ hả? Có đủ hết rồi con. Để mà ăn dĩa bự đi, vợ mày ăn dĩa nhỏ. Mạnh mạnh đó. Chút xíu. Chị con, cái đó hết luôn rồi phải không? Ủa, cái gì hết chưa? Cái gì con? Hết rồi đó. Còn dễ em ơi cho mày đi ăn chay đi làm luôn đi. Dữ hiền mày ăn hết dễ ta cổng mày chạy chơi. Hết sao không hết? Chán. Dạ con. Dạ con. Dạ. Dạ. Yeah. Strawberry milkshake. Do you go shopping with mom today? Yes, strawberry milk. Yeah. Did you go shopping today? Yeah, that's strawberry milk. Yeah, that's strawberry milk. Thôi thôi em nghỉ rồi, em ăn cái này. Mời bà con ăn nhãn, hình như nhãn này là ở Việt Nam mình nhập qua nè. You want more bean? Bean? How Winterland ta? Nãy không coi nó để đâu nữa.
Đưa ớt cho nó ăn. Ngon kìa. Mama. Sao nhãn nó không có thơm bằng hồi xưa vậy anh? Nó biết phải không ta? Phải không? Hồi mẹ về Nam mẹ ăn mà cũng thấy không thơm bằng hồi nhỏ mẹ ăn nữa. Mới phải không? Ăn cái này tối tắt tiếng. Ăn gì? Chút xíu ăn mẹ. Tao mời mày không ăn hồi tao còn tao ăn hết á. Mời chưa ăn. Mời không ăn hồi tao ngồi tao ăn lắm hết. Không thấy mẹ ăn có thể ăn nửa dĩa rồi kìa. Để đây đi rồi. Cho đây ăn nè. Từ từ tao ăn. Nguyên một dĩa à. Nói bà già chồng thì chắc bà mời lên. Có ngồi có ăn hoài mà bà mời. Lan làm bánh nước trần ngon lắm bà con. Làm bánh nước trần chay vậy mà ngon hơn mà bánh mặn. Ăn bánh nước trần. Bánh mắm vô. Đây. Vậy đó là cách là đây tôi chế nước mắm chay vô. Thử rồi. Không. Thử cái miếng bánh nước mắm mà nhỏ. Thử trời ơi, ông thử đồ mà ông không thử nước mắm thì sao ngon không cá. Cắn tại đi, cắn ta thử rồi nó nóng rồi còn nó lại cắn vô cái rồi thứ bột rồi. Suối ra không nổi. Suối ra phỏng miệng trời. Dễ. Ngon. Nữ em nó phái, nhỏ gái cũng phái ăn. Quyết. Ăn thử không? Mời ăn, sáng mời ăn. Bà nội làm mà nhiều lắm hay vậy. Chưa biết đâu. Chắc cái bị dơ vô. Biết ăn từ từ. Biết không biết. I don't like that pizza. It's really hot, man. Why? Because I put it in the microwave for a very long time. Mấy chục giây à? 30 seconds. Cái này bằm dưa leo bỏ vô, lấy con thơm nữa. Giá nữa. Trời đất, bánh nó trần mà dưa leo ra thơm vậy. Ông ăn cái kiểu gì vậy? Còn là này, hồi trưa này nhảy vô. Nhảy vô cái lô chúng ta cái gì đó. Ha? Ôi, nặng quá. Rồi ngồi đây đi. What's this? Ngồi đây, hồi bà con nghe. Ngồi ăn rồi, bye bye. Mama, 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 đang quảng fruit. Cáo bánh đất trần cho nó ăn gì, quảng cáo chính hãng. Yeah. Ê cô gà nãy hôm nay mày có chạy vô đóng phim đâu qua vô bye bye bà con cái đi chạy qua đây nè chạy qua ông nè đi đi qua ông nội đi cái anh cho nó vô nó đóng phim vô. Vô đây bye bye bà con vô đây đây chùm miệng vô đó là vàng đó cục vàng à. Rồi rồi nãy giờ ăn ngon quá bà con ơi mà ăn không hết hai dĩa đâu hai chồng ăn hơn dĩa à thôi tới đây hai chồng Lan xin kết thúc phim cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan nha thịnh ở cảm ơn. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bà con coi có hay nhớ chia sẻ giùm. Bye bye bà con. Bye bye bà con. Bye bye. Bye bye. Bye bye bà con. Bye bye. Lớn lên. Lớn lên. Bye bye. Bye bye đi Mai Lộ. Bye bye. Bye bye. Ok. Bye bye.